thì cả nhà thấy em nói như thế nào? Thì hôm nay mình xin báo cái giá luôn, cái giá để cả nhà mình tham khảo nha. Xin chào cả nhà đến kênh YouTube Võ Thanh Hiền TV của mình nha. Thì hôm nay xin mời cả nhà cùng theo mình đến cửa hàng S-Honda Thanh Nhã ở thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp ha. Thì địa chỉ là ở số 454 đường Nguyễn Sinh Sắc, khóm 5, phường 1, thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp ha. Thì số điện thoại là 02773772909 nha cả nhà. Thì hôm nay xin mời cả nhà theo mình vào bên trong quay chiếc AB125 ha. Thì hôm nay mình thấy em nó đẹp quá, với lâu rồi mình không quay để mình chia sẻ đây cả nhà mình xem em nó có giá như thế nào ha. Đó, rồi xin mời cả nhà theo mình nha. Rồi, đây là em AB125 phiên bản ESP cộng nha cả nhà. Đó. Thì hôm nay mình thấy em nó đẹp quá, mình quay mình chia sẻ đi cả nhà mình cùng xem ha, cùng tham khảo ha. Đó. Cả nhà em nó màu bóng nha, màu bóng rất là đẹp. Thì em nó được bảo hành là 3 năm nha cả nhà, 3 năm tương đương với 30.000 km nha. Đó, cả nhà thấy như thế nào? Đây, em nó đây. Rất là đẹp ha. Thì động cơ ESP cộng 4 quan nha cả nhà. 4 quan ha. Rất là mạnh mẽ. Thì 4 quan chiếc xe mình nó chạy mạnh lắm cả nhà, chạy mạnh lắm. Cả nhà mà nhóm ga là nó lên phực vậy đó. Ha. Thì đây, đây là đuôi em nó nè. Đó. Đây là bù. Đây là đèn dội biển số nè, đèn dội biển số nè ha. Đó. Thì mình quay một vòng cho cả nhà xem ha. Một chút mình sẽ báo cái giá để cả nhà mình tham khảo luôn. Đó. Thì em nó ở trong thì màu đỏ. Đỏ nó hơi đô đô một tí nha cả nhà. Canaga mình nó sáng nó lên màu đỏ tươi luôn rồi ha. Đó, ở ngoài nó hơi màu đỏ đô. Đó, em nó này. Có chìa khóa mắt cây rất là đẹp. Đó, chìa khóa mắt cây nè. Đó. Thì có nút mở yên luôn ha. Đó, đây. Thì chiếc AB thì trước giờ mình cũng ít quay. Hôm nay mình quay mình chia sẻ cái chiếc xe tay ga AB125 này cho cả nhà xem ha. Đó. Thì em nói như thế nào? Rồi. Dàn đầu em nó nè cả nhà, mặt đồng hồ nè. Mặt đồng hồ em nó là vuông dứt ha, vuông dứt. Thì AB125 nó không có cái mẫu nha cả nhà. 160 nó có cái mẫu ở trên ha. Đó, rồi. Thì em nói heo dầu là một bê tông màu đen. Không có ABS ha, đó. Đây, chân ba em nói nè. Chân ba em nói là hai cái ti. Hai cái ti phục cũng vừa thôi ha, chứ không có lớn. Đó. Thì cái nhà thấy em nó cái mặt rất là ngầu ha. AB những cái đèn rất là ngầu. Đó, rồi. Thì Honda AB125 động cơ 4 van. Đó. Thì cho cả nhà xem cái nhãn năng lượng em nó nè. Nhãn năng lượng em nó là 2.26 nha cả nhà. 2.26 cho 100 km nha. Thì 2.26 tức là 2 lít 206, chưa được 2.3 lít nha cả nhà. Đó, rồi. Thì với cái động cơ 125 4 van đó thì cả nhà biết động cơ 4 van thì nó mạnh mẽ thì nó hơi ăn xăng nhiều một tí ha. Đó. Còn cái động cơ 60 thì nó mạnh nữa nhưng mà nó ít ăn xăng hơn cái động cơ 125 này. Lúc trước ngày xưa mình cũng có làm clip rồi đó cả nhà. Đó, mình có clip rồi. Đó, 160 125 SH cũng vậy, SH 160 125. Mà tại sao là SH 160 thì nó ít ăn xăng hơn SH 125? Thì AB cũng vậy nha cả nhà. Thì cả nhà cứ quay lại cái clip đó xem ha, xem rồi. Thì em nó có hình cái đèn tia sét. Tia sét rất là đẹp. Thì em nó có hai cái đờ mốt nha cả nhà, hai cái đờ mốt đó.
hai là mod với hai cái lẫy đó, để treo đây luôn ha. Đó rồi thì AB thì cả nhà biết rồi đó, xe của Honda chính hãng thì rất là chất lượng ha. Đó thì em nó là động cơ 125 nó, thì mâm hình ngôi sao rất là đẹp nè, hình ngôi sao đó nha, nó y gan như ngôi sao 5 cánh ha, 5 cây luôn, nó bản 5 cây nguyên bản luôn. Đó, mình quay sát cái chồng cho cái nhà xem cây cây ti với cái chẳng ba của AB nè, cũng nhỏ gọn mà cũng chắc chắn ha, đầm chắc đó. Rồi ở trong mình thấy khung sườn luôn á cả nhà, khung sườn màu đen ở trong đó, cả nhà thấy không, khung sườn màu đen ở trong rất là to bản ha, hai cây sắt rất là to nên chiếc xe mình nó rất là đầm, rất là chắc chắn ha. Rồi thì đồ gắt chân nè, đồ gắt chân nè ha, đồ gắt chân chiếc AMB này mình thấy nó cái chiều dài nó hơi ngắn tí ha cả nhà, hơi ngắn tí ha. Rồi thì phục em nói là phục màu đen nhám nha, phục màu đen nhám nhỏ thôi, nhỏ gọn thôi, nhưng mà nhờ hai cây thì em nó cũng rất là ổn định ha. Thì mình thấy phục này á, phục nhỏ này cả nhà thấy nó hơi bị yếu á, cả nhà mà chở người hơi lớn lớn con tí thấy hai cái phục này nó xuống rồi nó lên muốn không nổi luôn cả nhà, tại vì mình có chạy rồi mình biết ha. Đó thì em nói phần sau vẫn là phần tăng trống, còn gọi là phần đùm thắng bố cả nhà, phần đùm thắng bố ha. Thì nước nhôm của AB nè cả nhà thấy rất là đẹp ha. Rồi cho cả nhà xem chân trống luôn, chân trống thì chân trống điện nha, chân trống điện đá trống là tắt máy đó, nó có cộng dây điện với cái rắc trong này nè cả nhà ha. Rồi thì cho cả nhà xem cái lượng của AB nè, cái lượng AB nước nhôm cả nhà thấy rất là sáng ha, rất là sạch sẽ nè. Đó thì nước nhôm của Honda nó sáng hơn nước nhôm của Yamaha. Nước nhôm của Yamaha thì nói tới nước nhôm thì mình nhớ lại nước nhôm của Yamaha ha, nước nhôm Yamaha thì nó đen hơn, chạy một thời gian nó xuống màu, nó ngã vòng chì đó. Rồi còn AB thì nó vẫn còn sáng vậy ha, cái nhà rửa là nó sáng hoài à. Thì ăn thua có nước nhôm của mình đó, mình của mỗi hãng nó khác nhau nha, của Suzuki thì cũng khác nhau nữa. Rồi thì AB thì cả nhà biết thì đổ xăng ở trước luôn cả nhà, đổ xăng ở trước luôn ha. Nè cái nắp đổ xăng nằm ở dưới này ha, đó màu này gọi là màu đỏ đen đó, màu đỏ đen ha. Đó thì có nút tắt mở động cơ tạm thời 3 giây nút đề đó, thì cho cả nhà xem cái tiện ích của AB này. Bên trong AB thì cái cốp rất là rộng nha, tại vì cả nhà biết bình xăng để ở trong á thì cái cốp mình rất là rộng rãi, thì được chia làm hai tầng luôn nha cả nhà, hai tầng luôn ha. Thì có cái miếng nè để soi cốp, thì đây là cổng sạc luôn nha, đó cổng sạc nó nằm sát bên cái đèn đây, nó thì rất là tiện ích nha. Rồi mình xin phép mình đẩy cái yên lên nha cả nhà, đẩy yên lên cho cả nhà. Rồi rồi thì cái giá này là cửa hàng có thể lo bởi số quyền cho mình luôn nha. Đó thì mình không báo chính xác được, cả nhà thông cảm, thì giá nó dao động tùy theo thời điểm nha, tùy theo thời điểm đó. Thì em nó cũng có giá dao động là hiện tại là mình báo ít nha cả nhà, thì giá cả thì cả nhà cũng biết rồi ha. Rồi mình không báo chính xác được, thì AB này á, sản xuất năm 2024 nha cả nhà, năm 2024 ha. Nè, cái đáp em nói nè ha, 2024 động cơ 4 quanh 125 màu đỏ đen, với cái giá hiện tại là 4x nhỏ ha, tại cửa hàng xe máy Thanh Nhã nha, Thanh Nhã thành phố Sa Đéc Đồng Tháp ha. Thì cái nhà chưa đăng ký kênh ấy, hãy cho mình xin một cái đăng ký kênh và cho mình xin một like nếu vui gì hết, cái nhà chia sẻ cho mọi người cùng xem nha. Rồi mình hẹn gặp lại cả nhà trong những video sau nha.
Rồi, bye bye cả nhà nha. Bye bye.